chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julia Yip. On our show today, we have City Council member Fat Bui and also the lead organizer for the Tech Parade 2022 to talk about the importance of continuing to keep the tradition in the community and also to keep the public safety as we continue to move forward and to celebrate our culture and our community. Julia, cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Hôm nay Julie có thời gian nói chuyện với nhân viên của thành phố Garden Grove, đó là anh Phát Bùi, cũng là người trưởng của ban tổ chức cho diễn hành Tết ngày năm 2022. Cảm ơn anh Phát đã lên đài Little Saigon TV nói về diễn hành Tết năm nay, làm sao mình phải giữ an toàn cho cộng đồng Việt Nam của mình. Mà Julie muốn hỏi một câu về anh Phát có nói trước phần quảng cáo đó là năm nay rất nhiều người khuyến khích cho anh Phát tạo được cái chương trình năm nay. Làm sao anh Pháp tổ chức được năm nay trong cái thời gian rất là ngắn được vậy sao? The main thing is the organizing team consists of many different parts, but we have been working together for the last 8-9 years. So we used to work together and we know how to work together. That allow us to be very efficient. So the committee consists of three organizations and a main organization as well as about a dozen others. The main three organization team consists of the Vietnamese Community Federation, the two veteran groups, very large veteran group, which is the Coalition of the Republic of Vietnam Veterans and the Assembly of the Vietnamese Veterans. Their name is very long, so I just abbreviate it. This group have a lot of elderly seniors that have times, and they have a lot of people to help with the coordinating the event on that day. And then we also have a lot of business such as Miley Jewelry. They focus mainly on the fundraising gala so that it free us from having to deal with raising too much effort in raising money. So they help us a lot in fundraising so that we can focus on the Tech Parade itself. And then we have the volunteers. This year we have the young team led by Ricky Pham of the Anaheim Unified School District. Ricky is organizing about 200-300 high school volunteers to help us with the Tech Parade. And that's very important for us this year because we want to instill a sense of involvement from the youth because, as you know, I'm aging. I cannot be here forever. So we need more younger generation to participate so that they can be aware of what's going on in the communities, participate in the community, and also become the leaders of our community in the near future. So thưa quý vị, rất nhanh trong tiếng Việt Pháp vừa mới trình bày đó là diễn hành Tết sở dĩ mà có thể thực hiện được một cách nhanh chóng là vì cái đội ngũ thực hiện diễn hành Tết đó, là làm việc với nhau chặt chẽ với nhau từ 8-9 năm qua. Thành ra chúng tôi đã rất quen thuộc với cách làm việc của mình để mà có thể làm việc hiệu quả. Và có ba tổ chức rất là lớn mà có nhiều nhân sự để giúp cho diễn hành Tết. Ngoài cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali ra, còn có Liên hội của chiến sĩ Nam Cali, còn có Tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại Trung tâm Tây Nam, là ba tổ chức chính. Họ có rất nhiều nhân lực để có thể giúp điều động cái ngày hôm đó cho nó được hiệu quả. Ngoài ra chúng tôi có rất nhiều các cơ sở thương mại giúp cho chúng tôi, nhất là tiệm vàng Miley Jewelry ở trong Phước Lộc Thọ. Cô và anh ông và phu quân của cô là ông Minh, Minh Ngụy, là cái người đã đứng ra năm nào cũng vậy giúp chúng tôi lo vấn đề dạ tiệc cây quỹ để chúng tôi có thể có thì giờ tập trung vào cái việc tổ chức diễn hành Tết. Và quan trọng nhất đó, đặc điểm đặc biệt năm nay khác những năm trước là chúng tôi có anh Ricky Phạm, anh đứng ra để thành lập cái đội ngũ các em học sinh trường trung học ở trong Anaheim High School District và một số các trường trung học khác ở trong Garden Grove và Washington, có được một cái đội 200-300 em học sinh trung học
đứng ra volunteer, thì đây là một cái việc rất là hay cho chúng ta, là bởi vì nó cho con em chúng ta, những thế hệ trẻ, bắt đầu bước vào sinh hoạt cộng đồng, và có thể một số trong các em này sau này sẽ trở thành người lãnh đạo cho cộng đồng của chúng ta. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Anh em Julie thấy đó là trong cộng đồng Việt Nam của mình đó, là luôn luôn phải có nhiều cái người leader để cho làm cho cộng đồng của mình đồng kết nhau, mà vẫn được làm cái you know, to kind of bridge that generational divide. So Julie thấy thích nhất là cách anh Pháp nói đó, là quan trọng là mình giữ cái văn hóa của người Việt Nam, mà thêm nữa là làm tạm sao cho cái mấy em tương lai nó vẫn là tiếp tục làm cái công việc của anh Pháp ngày hôm nay. Thank you, anh Pháp, again for your leadership. I really admire that what you talked about, the importance of bringing the youth together to getting them more involved, but more importantly, just bringing different people in the community to help you with fundraiser, like you mentioned with Miley from Jewish Art at the Asian Garden Mall, as well as getting in high school students to volunteer and to doing so much. So I think, you know, this year, I know because of having that 8-9 years of experience with the team that you've been so familiar with, you're able to be so much more efficient. So I think that I wish you so much success for this year to come. How can the community get more involved, in fact, and to help to make this even a more successful event? Yes. The community can help us in many, many different ways. Okay. From donating money, $5, $10, to whatever each individual can donate. To become a part of a volunteers of the parade. And another part of it is to keep order in the parade so that we can have the parade flow nicely instead of, you know, getting too much in concentration right in front of the stage, which would then make the parade less beautiful. So there's so many ways to help. Also, when we go to the parade, if we eat and drinks, please put it in the trash bin that we put throughout the parade, so that it takes us less effort, less work to clean up after the parade. You know, every year after the parade, even though I'm the president of the committee, you usually see me out there on the street clean up as a janitor, pick up trash everywhere from Newland all the way to Bouchard. So there's so many ways to help. Kính thưa quý vị, có rất nhiều cách để mà có thể trở thành một phần của diễn hành Tết, từ cái việc mà chúng ta donate 5 đồng, 10 đồng hoặc là bao nhiêu số tiền mà chúng ta có thể donate được, cho đến cái việc mà chúng ta volunteer đi chụp hình để mà quảng bá diễn hành Tết khắp nơi trên social media, hoặc là quý vị có thể giữ khoảng cách an toàn và đừng có tập trung quá đông đứng trước sân khấu để mà có thể chúng ta không có chụp hình, không có quay phim được một cách thật là đẹp. Và cuối cùng cũng là nếu mà có ăn có uống, xin quý vị vứt các ly nước vào trong các thùng đấy và chúng tôi để dọc theo cái đoạn đường diễn hành, để mà sau đó chúng ta có thể dọn dẹp nó được dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn. Well, thank you. In fact, you know, there's not a job I think too big or too small for all of us to participate in, and thank you for giving us an opportunity to help make this a successful event. Julie hân hạnh cảm ơn anh Pháp một lần nữa để cho tổ chức chương trình rất là ý nghĩa cho cộng đồng Việt Nam của mình. Julie thấy vui nhất là năm nay mình luôn luôn vẫn được tổ chức một cái diễn hành Tết, mà đặc biệt nữa đó là làm cho cơ hội cho mọi người để cho giúp nhau, cho mình thấy cái làm cái chương trình đây rất là thành công. Anh Pháp có thấy cái người nào mà làm sponsorship mà anh muốn giới thiệu cho khán giả hôm nay để cho giúp để cho mình làm cái thành chương trình đây thành công được không? À vâng, xin cảm ơn Julie Diệp. Thì năm nay đó, như mọi năm thì chúng tôi rất là vui và rất là cảm ơn bác sĩ Michael Đào và phu nhân của ông là dược sĩ Bùi Linh của Procare Pharmacy. Hai vị này luôn luôn có cái lòng hảo tâm giúp đỡ rất nhiều cho các tổ chức, các chương trình từ thiện của chúng ta. Không những là chỉ diễn hành Tết không, mà rất nhiều chương trình. Thì năm nay một lần nữa, có lẽ là năm thứ tư hoặc năm thứ năm, bác sĩ Michael Đào đã là bảo trợ title sponsor. Đây là một cái bảo trợ rất là đặc biệt. Nó là bảo trợ duy nhất, đó là gọi là title sponsor 20.000. Thì năm nay bác sĩ Michael Đào đã rất là hăng hái, ông gọi cho chúng tôi và ông nói là tôi biết các anh tổ chức diễn hành Tết rất gấp, vì vậy mà Michael Đào sẽ giúp thêm một năm nữa
là title sponsor 37. Bác sĩ Michael Đào và dược sĩ Linh sẽ là Grand Marshal cho chương trình tiết hành Tết năm nay. Không biết năm nay là ông sẽ lái chiếc xe quân đội gì hay không, nhưng mà chúng ta hãy chờ xem. Đây là một cái phần mà bác sĩ Michael Đào vẫn luôn luôn thực hiện mỗi năm để mà nhắc mọi người đến cái sự hy sinh của các chiến sĩ chiến đấu cho tự do, kể cả các con những người cựu chiến binh của Việt Nam trong khi xưa, cũng như là các chiến binh của người Mỹ gốc Việt đang chiến đấu trong quân đội của Hoa Kỳ. Thì ông luôn luôn ông vinh danh họ, thành ra ông thường hay tham dự với chiếc xe quân đội. Ngoài ra chúng tôi cũng có công ty Max Life, là một công ty của bác sĩ Trần Hùng Phong và phu nhân của ông là chị Huỳnh Trang, đã luôn luôn hăng hái trong các công việc của bảo trợ giúp đỡ các cộng đồng chúng ta. Thì Max Life bảo trợ Diamond Sponsor với 10.000 đô la. Đây là hai quý vị bảo trợ nhiều nhất trong chương trình của chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn có EV Princess của cựu Hoa hậu Bích Liên và hiện giờ cô là sư cô Ngọc Liên. Rồi còn có S365 là công ty của một thiếu nữ Việt Nam rất trẻ, thưa chị Julie, là cô Ngọc Hồ. Cô có công ty bán các món hàng sâm của Đại Hàng. Thì cô là người đầu tiên đã gọi cho chúng tôi khi mà nghe tin chúng tôi sẽ tổ chức diễn hành Tết. Người đầu tiên và một người rất là trẻ, khoảng chừng ở cái tuổi 40. Cô nói rằng cô muốn giúp đỡ cộng đồng chúng ta và muốn cái nền văn hóa của cả hai bên là văn hóa Việt Nam và văn hóa Đại Hàng được cái dịp xuất hiện trong những hành tết năm nay. Thành ra cô sẽ thành lập một cho một số các chị mặc áo dài Việt Nam đi cạnh áo dài cổ truyền của Đại Hàng, và cô đã bảo trợ 5.000 đô la cho diễn hành Tết. Đây là người đầu tiên và một người trẻ mà chúng tôi rất là mừng. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói thêm về mọi người đang giúp cho ban tổ chức. Sau phần quảng cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với anh Phát Bùi của thành phố Garden Grove, cũng là người trưởng cho diễn hành Tết 2022. Cảm ơn quý vị khán giả. Good Little Saigon TV.